người lạ. Facial access denied. Người lạ không cho vô. Facial access denied. Rồi. Bây giờ mình test chức năng mở cửa bằng gương mặt nha. Thấy không? Bây giờ cái cửa đang khóa nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ đưa gương mặt của mình vô cái camera này. Access granted. Đó. Cửa mở rồi nè. Access granted. À, kết nối thành nó báo là thành công rồi nè, thấy không? Giờ đưa gương mặt ra nè. Cửa khóa. Đưa mặt mình vô. Thấy không? Chỉ cần xuất hiện gương mặt thôi là cửa mở luôn. Chưa kịp làm gì hết. Rồi. Thứ nhất là mở bằng gương mặt ha. Bây giờ mình sẽ cho nó mở bằng thẻ. À, thẻ quẹt đâu ta? Rồi. Đây, thẻ. Xài thẻ Mi Fe M1 nha. Mi Fe M1, còn mấy cái thẻ khác nó không chạy nha. Rồi, và nhập mật khẩu. À, cái này. À, Enter ID số 1. Mật khẩu. Rồi, bấm. Mở cửa được không? À. Không, mở cửa mật khẩu. Mở mật khẩu bằng thẻ và bằng gương mặt. Cái này chỉ cần có gương mặt mình vô là nó mở cửa. Look at the camera. À. Rồi, ha. Ở trong đây thấy trong một cài đặt nó có phần là chống giả nữa, để mình kiếm cái gì mình đưa mặt mình vô thử. Đợi xíu nha, tí mình đây. A few moments later. À, lúc nãy mình có thử chụp tấm hình trên điện thoại nè. Thì đưa vô nó nhận được mặt, nó nhận là người luôn nha, và nó cho mở cửa. Nhưng mà sau khi mà mình bật tính năng là chống gương mặt giả đó ở trên trong cái phần mềm này, thì mình sẽ đưa vô lại thì nó sẽ không nhận. Facial access denied. Nó sẽ báo là người lạ. Facial access denied. À, nếu mình không bật tính năng lên á thì bỏ cái điện thoại này vô là nó sẽ nhận mở cửa nha. Điện thoại không mở đúng không? Rồi, đợi chút. Ở đây có cái anti-fake nè. Ok. Mình tắt chức năng nó đi nha. Tắt chức năng chống giả đi. Rồi. Ây da. Mình mới đi ngang qua thôi. Nó thấy nó mở cửa rồi đó. Nó nhảy thật. Rồi, nó đóng cửa. Nè. Mở cửa nè. Thấy không? Access granted. Đó, mở cửa. Bây giờ bật tính năng chống nhận diện gương mặt giả lên. Ok. Và bây giờ đưa vô. Facial access. Không mở ha. Ok. Facial access. Có nghĩa là sao nó vẫn tránh được cách mà mình in hoặc photo một cảnh màu ra ở một mức nào đó, thì mình thử bằng điện thoại thì thấy nó nhận diện được cái nào giả là thật. Rồi, này là thật. Nãy ok.